Ôi anh em, hiện tại là bọn mình đang trên đường đi ra chân cầu Vĩnh Tuy. Hôm nay thì sẽ có một thử thách nhỏ nhỏ với cái một bộ của. Và bây giờ bọn mình đang phải tìm đường ra anh em ạ. Ê, vòng dưới này xong đi lên em ơi. Thông cảm các bạn, đường nó hơi lằng ngoằng. Đây bây giờ cho các mọi người xem là bọn mình sẽ quay ở đâu nhá. Đây, bên kia là chân cầu Vĩnh Tuy, mình đã sang đến tất cái này rồi. Các bạn vào đây thì đi qua vườn nhãn nhá. Mất bọn ba người mất độ 1 lít, nhưng mà đấy là ngày thường, còn bình thường thì không biết thế nào. 50, bình thường là 50 một vé đấy, nhưng mà hôm nay thì chỉ có hôm nay thì chỉ có là bọn mình là ba người được 100.000, anh ấy cũng hỗ trợ nhưng mà mình thấy vẫn hơi đắt. Rồi bây giờ bọn mình đã ra khu đất trống trống luôn. Hôm nay thì thời tiết bọn mình đi khá là đẹp và được cái là thoáng thôi, hôm nay nói chung là cũng sẽ thành công thôi. Ok thì bây giờ bọn mình sẽ xuống setup nhá. Hello anh em. Chào anh em đã quay trở lại với Tokyo Camera. Thì hôm nay là mình với Mạnh ở đây. Mình với Mạnh lại tiếp tục một series tiếp theo về trải nghiệm sản phẩm. Thì hôm nay bọn mình đang có mặt ở bãi đất phía dưới chân cầu Vĩnh Tuy đây. Nếu như anh em không nhìn thấy thì đây, chân cầu Vĩnh Tuy. Thực ra là rất là rộng, thế nên là bên này là ven sông Hồng. Thì hôm nay bọn mình sẽ có một cái video trải nghiệm nhỏ nhỏ với một chiếc flycam. Thực ra thì hôm nay mình cũng không bay flycam đâu, mà là mình sẽ test cái bộ gọi là Aries War hay cái gì ấy của OneR. Thì đây bây giờ mình sẽ cho các bạn xem. Bộ phụ kiện này thì chỉ dùng được cho Mavic 2 Pro và Mavic 2 thôi. Đây. Thì đầu tiên thì đây là chiếc Mavic 2. Ok. Mẹ cầm nhau. Đây là một bộ phụ kiện lắp trên thân của Mavic 2 Pro với cái công dụng là sử dụng để quay camera 360. Thì ở trên này được lắp một bộ của Instar 360 phiên bản OneR với cái cụm module là 360. Đấy như các bạn nhìn thấy. Đó thì hôm nay bọn mình sẽ test cái này ở trên con chiếc Mavic 2 và mình sẽ xem là cái chế độ 360 của OneR trên Mavic 2 nó sẽ hay ho như thế nào. Thì bây giờ cùng anh em đón xem nhá. Và tiếp theo đây thì bọn mình sẽ trải nghiệm cái 360. Đứng rộng một tí nha. Ok, lên nào.
vậy là vừa rồi thì bọn mình đã có một video ngắn ngắn trải nghiệm tính năng của cái chiếc bộ Iris của Insta360 này trên chiếc Mavic 2. Thì không biết là anh em có cảm nhận như thế nào và cái anh em có nghĩ gì về việc là sẽ mua cái bộ này hay không? Tại vì như theo mình thấy thì cái pha mà mình cho ra và những cái góc bay của mình nghịch nghịch vừa rồi ấy, thì nó cho ra những hình ảnh khá là hay và khá là độc. Thì thường thường thì mình phải chơi FPV thì mình có những cái đấy, nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta chỉ cần bộ 360 thôi là nó có thể rồi. Ok thì có gì mình sẽ chia sẻ thêm ở trong những video sau, còn video mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Tokyo Camera. Subscribe nha. Subscribe nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.